Lợi ích của việc quan hệ khi về già. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, tuổi trẻ được ví như là thời gian vàng của con người, bởi vì lúc đó quý vị có sức khỏe, vẻ đẹp và khát khao chinh phục. Tuy nhiên khi về hưu, bước qua tuổi 50, 60, cuộc sống phong phú cùng thời gian rảnh rỗi hơn có thể giúp quý vị tận hưởng những điều mà mình muốn làm. Điều này cũng áp dụng đối với quan hệ tình dục. Trong đời sống vợ chồng, tình dục được xem như một sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người. Có thể khẳng định, nó là một trong những yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, khi càng về già, mọi người lại có xu hướng làm ngơ với chuyện ấy vì lý do giữ gìn sức khỏe và không còn sung sức như trước. Vậy về già mà quan hệ thì có lợi hay không? Và nếu có thì nó có lợi gì? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, vợ không cho ân ái, cụ ông làm liều với bồ trẻ. Rất nhiều phụ nữ trên 60 tuổi, phụ nữ đã mãn kinh cho rằng thời gian này cần nói không với chuyện ân ái vợ chồng. Bởi vậy, nhiều cặp đôi đã giảm dần tần suất chăn gối rồi ngừng hẳn. Việc quý ông bị vợ cấm vận hoàn toàn khi mới bước sang tuổi 60 cũng là điều thường thấy. Nhưng thực tế, nhu cầu chăn gối của con người là không có tuổi, và chính sự cấm vận này đã đẩy các ông vào tình trạng khó chịu, bức bí, không được đáp ứng thì dẫn đến làm liều. Xung quanh ngõ phố, ai cũng thầm ao ước có một gia đình mẫu mực, con cháu thành đạt như nhà ông Hoàng Văn Tiến, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhưng thực tế bên trong lại chẳng được yên bình như nhiều người vẫn nghĩ. Ông Tiến năm nay 71 tuổi, còn vợ 68 tuổi. Hơn một năm nay, vợ ông đã hoàn toàn cắt đứt hoàn toàn chuyện ân ái vợ chồng. Tuy nhiên, ông lão vẫn còn khát khao chuyện ấy lắm. Vài tháng gần đây, thấy ông cụ ít ăn tối ở nhà, có hôm lại đi đến nửa đêm mới về, khiến cụ bà nảy sinh nghi ngờ. Bà quyết định thuê người điều tra thì phát hiện những tối vắng nhà, ông lại vào khách sạn vui vẻ với cô bồ tươi trẻ. Một lần, bà cố tình bám theo ông và đích thân lên tận phòng khách sạn kiểm chứng, thì thấy ông đang trần như nhộng với cô bồ trẻ ăn mặc thiếu vải. Ông Tiến chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bị vợ cấm cửa mà phải tự xoay sở để giải quyết nhu cầu. Thực tế, đa số người già đều vẫn còn nhu cầu tình dục, nhưng họ hay ngại khi công khai bởi tâm lý sợ con cháu chê cười. Câu chuyện thứ hai, cụ ông 70 tuổi đòi ly hôn vì không được thỏa mãn chuyện ấy. Một chiều đầu tháng 9 năm 2016, có mặt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để khám bệnh là một cặp vợ chồng cao tuổi. Nhìn bên ngoài, khó phát hiện được họ mắc bệnh tật hay bất cứ vấn đề gì về rối loạn tâm thần. Khi được gặp bác sĩ, cụ bà trình bày, chồng bà là ông Vinh, dù đã gần 70 tuổi, nhưng sức vóc khỏe mạnh, nhu cầu tình dục vẫn còn cao. Trong khi đó, bà bằng tuổi ông, nhưng những ham muốn đã nguội lạnh gần 20 năm nay. Thời gian gần đây, chồng bà luôn có những biểu hiện bất thường. Lúc nào ông cũng có nhu cầu về chuyện ấy, bất kể thời điểm nào trong ngày. Chỉ cần có cơ hội là ông lại đòi hỏi, và mỗi lần như vậy, bà vô cùng khổ sở và sợ hãi. Cực chẳng đã, bà phải nói chuyện với các con để tìm phương án. Nghe tin này, con trai, con gái, dâu, rể của bà đều ngã ngửa, vô cùng choáng váng, cho rằng những chuyện như vậy là sai trái. Các con quyết không đồng tình việc làm của cụ. Cụ ông đâm ra giận dỗi, cáu bẳn, không ăn, không uống để biểu tình. Thậm chí, có lần cụ còn đòi ly hôn với cụ bà vì không thỏa mãn chuyện ấy. Thấy tình hình sức khỏe, tinh thần ông cụ sa sút, nên các con cùng cụ bà tìm cách đưa ông đến viện điều trị. Khi được người nhà đưa đến, cụ ông vẫn không quên đưa mắt nhìn phụ nữ. Trước đó, cụ vẫn sinh hoạt chuyện ấy với vợ một cách bình thường. Gần 4 năm trở lại đây, cụ bỗng dưng thay đổi, lúc nào cũng có nhu cầu về chuyện ấy. Nhiều đêm, nếu vợ không đáp ứng, cụ ông mất ngủ, phải đi vòng quanh nhà, thậm chí tìm cách tự thỏa mãn vì nhu cầu tăng cao. Trước những biểu hiện lạ của chồng, cho rằng ông bị ma ám,
nên một mặt cụ bà mời thầy về làm lễ, mặt khác tìm đủ các thứ thuốc đông tây nam bắc về ngâm rượu bắt ông uống. Nhưng các triệu chứng trên cũng không thuyên giảm mà ông còn phải cấp cứu vì ngộ độc nặng. Câu chuyện thứ ba, vợ đòi ly hôn chồng 75 tuổi vì ép quan hệ 6 lần một tuần. Thông thường, ham muốn tình dục sẽ giảm dần khi người ta già đi. Thế nhưng, có một người đàn ông sống tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Dù đã 70 tuổi, nhưng ham muốn chuyện ấy vẫn vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến cho vợ chồng ông phải chịu nhiều khổ sở, cuối cùng đưa ra quyết định ly hôn. Cụ thể, ông và vợ kết hôn vào năm 1971. Cặp đôi có với nhau 3 người con, bao gồm 2 trai và 1 gái. Tuy nhiên, ông là người đàn ông có tính trăng hoa, thường xuyên ngoại tình với hết người này đến người khác. Vợ của ông cũng biết rõ chuyện này, nhiều lần cố tình lờ đi để gia đình êm đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi sự đau khổ, bức xúc. Chính vì thế, hai người từng ly hôn vào năm 2004, sau đó lại tái hôn vào năm 2011. Ngay cả khi đã tái hôn, ông vẫn chứng nào tật nấy, mỗi ngày chỉ chơi bời trác tán và qua lại với nhiều tình nhân. Mãi cho đến khi dịch bệnh bùng phát, việc ra ngoài bị hạn chế, nên ông mới phải tạm dừng thú vui của mình lại. Tuy nhiên lúc này, ông lại không có nơi nào để trút bầu tâm sự và giải tỏa nhu cầu. Vì vậy, ông bắt đầu tìm đến người vợ lớn tuổi của mình. Bất chấp chuyện tuổi tác, ông vẫn ép vợ làm chuyện chăn gối dù bà ấy không muốn. Không những vậy, tần suất cặp đôi ân ái còn rất nhiều. Ông ép vợ 6 lần mỗi tuần. Điều này đã khiến phần dưới của bà vợ bị viêm nhiễm, đau đớn và khó chịu. Khi tới bệnh viện khám chữa, bà vô cùng ngại ngùng về chuyện tuổi tác của mình. Sau đó, bà đã được bác sĩ kê đơn thuốc, đồng thời dặn dò hạn chế chuyện vợ chồng. Nào ngờ, khi bà vợ từ chối ông ta lại tỏ ra tức giận, nghi ngờ rằng vợ mình không còn chung thủy. Thậm chí vào lúc nửa đêm, ông còn đánh thức vợ dậy để tranh cãi, cho rằng 3 đứa con có thể không phải con ruột của ông. Chuyện này đã khiến gia đình lục đục, không lúc nào yên ấm. Con gái ông khi biết chuyện đã rất thương mẹ mình, nên quyết định đón bà về ở cùng một thời gian. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, người vợ cảm thấy mũi lòng, thương ông phải sống một mình, nên đã quyết định quay lại sống với ông. Lúc này, ông vẫn một mực cho rằng vợ ngoại tình và 3 đứa con không phải của ông. Ông còn đòi kiểm tra lịch sử trò chuyện trên điện thoại của vợ, sau đó tung tin đồn với cả người thân và bạn bè để tìm kiếm sự đồng cảm, khiến người vợ càng thêm áp lực, rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau đó, người vợ không thể chịu đựng nổi tính khí của ông nữa, nên đã xách vali đến nhà em gái ở Cao Hùng. Lúc này, ông vẫn ám ảnh về chuyện 3 đứa con không phải máu mủ của mình, nên đã yêu cầu đi xét nghiệm quan hệ huyết thống với các con. Nào ngờ, kết quả trả về cho thấy họ thực sự là bố con ruột. Ông vô cùng bẽ bàng, nhưng không thể thay đổi được sự thật là những hành động của ông đã khiến người vợ chịu tổn thương sâu sắc. Câu chuyện thứ tư, bố chồng 69 tuổi vẫn có nhu cầu, vợ chồng con trai loay hoay tìm cách xử lý. Chị Lý về làm dâu được hơn 2 năm thì mẹ chồng đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Bình thường mẹ cũng ít bệnh tật nên không để ý đi khám sức khỏe định kỳ. Cho đến khi sự việc xảy ra thì đã quá muộn. Sau khi lo liệu xong xuôi cho mẹ thì vợ chồng chị đối diện với một vấn đề khá nan giải. Hôm ấy do con gái sốt, chị Lý xin phép nghỉ làm ở nhà chăm con. Buổi chiều lúc đi chợ, chị vô tình thấy bố chồng từ nhà nghỉ đi ra. Bên cạnh bố là một người phụ nữ cũng có tuổi. Chị nghi ngờ việc bố chị muốn đi bước nữa nên nói cho chồng biết. Chồng chị tâm sự với bố, thật ngạc nhiên khi bố chồng chị dù gần 70 tuổi nhưng sức lực vẫn tràn trề và có nhu cầu về chuyện ấy. Sau khi biết chuyện, chồng chị Lý cũng trăn trở suốt mấy ngày. Cuối cùng, anh chị cũng tìm được một cách vẹn cả đôi đường theo ý của bố. Vất vả một tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được người phù hợp với điều kiện của bố chồng đề ra. Đó là một chị giúp việc khoảng 45 tuổi, khỏe mạnh, dễ nhìn, có một đứa con đã đi học đại học. Sau khi vợ mất,
bố chồng chị sống một mình trong căn nhà phía trên. Vì công việc bận rộn nên vợ chồng chị Lý không thể chăm ông thường xuyên được. Vì thế, tìm được chị giúp việc này vừa có thể chăm lo cho ông việc ăn ở mà vợ chồng chị cũng đỡ phải lo lắng. Còn chuyện nhu cầu của bố chồng thì còn phải đợi xem hai người có hợp nhau không và phải có thời gian mới biết được. Sau một tháng có người giúp việc, bố chồng chị vui vẻ hẳn ra, thỉnh thoảng qua thăm bố. Vợ chồng chị thấy chị giúp việc cũng ý nhị, bố thì phơi phới, nên vợ chồng chị cũng đoán là việc mình sắp xếp đã thành công. Quý vị thân mến, tuổi trẻ là thời gian vàng của cảm xúc thăng hoa yêu đương, và tuổi già là thời gian vàng thứ hai của những cảm xúc ấy. Tuy nhiên, không phải tất cả người cao tuổi nhận thức được sự tồn tại của thời kỳ vàng thứ hai này. Nhiều người cảm thấy rằng chuyện yêu đã không còn phù hợp với mình. Nam giới bị rối loạn cương dương và phụ nữ thì khô hạn, khiến giảm chất lượng cuộc yêu. Vì vậy mà mọi người thường cho rằng khi về già, chúng ta chỉ cần tình cảm chứ không cần tình dục. Trong thực tế, quan hệ tình dục là cần thiết cho người già. Một mặt, chức năng tình dục là một phong vũ biểu của sức khỏe. Chuyện ân ái có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh khác, và đời sống tình dục cũng có hiệu ứng vật chất của nó. Chuyện ân ái ở người già không gây hại cho sức khỏe, mà trái lại, nó có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, tim mạch, cơ bắp, xương, da và hệ thống mạng nhạy của cơ thể. Quý vị đừng đánh giá thấp những thủ thuật nhỏ này, vì nó cũng có thể mang lại cho đôi vợ chồng già sự hưởng thụ đầy màu sắc. Khi việc quan hệ tình dục được tiến hành điều độ, không những không có hại mà còn có lợi cho cả hai bên trong việc giải tỏa ức chế thần kinh, rối loạn tinh thần. Ở người già, mặc dù khả năng sinh sản không còn hoặc là đã bị hạn chế, đặc biệt là với nữ giới đến tuổi mãn kinh, nhưng không phải vì vậy mà nói không với chuyện ấy. Nhưng tần suất quan hệ sẽ giảm dần để cả hai bên đều đạt được khoái cảm cho riêng mình. Ngoài ra, quan hệ tình dục giúp tăng cường trí nhớ cho người cao tuổi. Điều này cực kỳ quan trọng khi tình trạng giảm trí nhớ Alzheimer hay mất sự định hướng không gian xuất hiện thường xuyên hơn sau tuổi 60. Quá trình lão hóa trong cơ thể nam và nữ sẽ ảnh hưởng đến sự ham muốn và hưởng thụ tình dục. Ở người phụ nữ khi đã già, những nếp nhăn trên mặt sẽ làm họ kém hấp dẫn hơn với bạn đời. Ngoài ra, sự lão hóa làm cho âm đạo hay bị khô, co ngắn lại và hẹp hơn. Điều này gây cản trở khi nữ giới có thể bị đau và khô rác khi quan hệ. Sự lão hóa dĩ nhiên gây suy giảm khả năng quan hệ tình dục ở cả nam và nữ, nhưng cũng cần hiểu biết nhiều vấn đề về lão hóa và quan hệ tình dục để cuộc sống vẫn thăng hoa và an toàn. Lão hóa về tình dục. Quá trình lão hóa làm thay đổi chức năng các cơ quan trong cơ thể ở cả nam và nữ. Theo đó, lão hóa ảnh hưởng đến sự ham muốn và hưởng thụ tình dục. Ở phụ nữ, khi già, tóc bạc, nhiều nếp nhăn làm họ kém hấp dẫn hơn với bạn đời. Lão hóa làm cho âm đạo có thể co ngắn lại và hẹp hơn, các vách âm đạo mỏng hơn và cũng cứng hơn. Những thay đổi này ảnh hưởng đến hoạt động tình dục, như dịch bôi trơn âm đạo sẽ ra ít hơn, khiến bạn bị đau và khô rác khi quan hệ. Ở nam giới, lão hóa gây bất lực, nghĩa là khả năng bị kích thích hoặc duy trì cương dương không đủ để quan hệ tình dục. Nghiên cứu cho thấy, độ tuổi 65 có khoảng 15-25% nam giới bị bất lực, ít nhất là một trong 4 lần quan hệ tình dục. Ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường hoặc do dùng một số thuốc điều trị bệnh sẽ bị bất lực nhiều hơn. Nguyên nhân suy giảm tình dục. Một số nguyên nhân làm suy giảm khả năng tình dục là viêm khớp, mắc các bệnh mạn tính, tiểu đường, bệnh tim mạch, bị đột quỵ, rò rỉ nước tiểu, nhất là khi tập thể dục, ho, hắt hơi, mang vác vật nặng, phẫu thuật cắt bỏ tử cung, phẫu thuật ung thư vú, sử dụng một số thuốc hạ huyết áp, kháng histamine, chống trầm cảm, trị tiểu đường, thuốc chống loét dạ dày, uống quá nhiều rượu. Duy trì cảm xúc tình dục.
hoạt động tình dục là một trong những vấn đề thú vị nhất của con người. Tình dục không đơn giản chỉ là một hoạt động về thể chất, mà nó còn là một hoạt động về tinh thần. Bởi cảm xúc của bạn luôn ảnh hưởng đến hoạt động tình dục. Nếu bạn cảm thấy thích thú, còn đam mê và trên hết là bạn tin rằng đó là một điều tất yếu của cuộc sống, thì dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn tự tin hưởng thụ cảm xúc tình dục. Vợ chồng khi về già thường phải đối mặt với những khủng hoảng tuổi già như tuổi tác, bệnh tật, nghỉ hưu, sự thay đổi thói quen sinh hoạt. Những lo lắng này có thể ảnh hưởng đến khả năng nhu cầu tình dục rất nhiều. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ đổ lỗi về vấn đề tình dục cho nhau, bởi những cuộc tranh luận cãi vã sẽ chỉ làm thêm căng thẳng cho mối quan hệ, làm mất chất lượng các lần quan hệ mà thôi. Bạn nên nói chuyện một cách cởi mở, cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp cho vấn đề của vợ chồng bạn. Nếu cần, bạn có thể nhờ đến các chuyên gia về tâm lý hoặc những chuyên gia về tình dục để tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!